Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin trên kênh Báo Lao Động. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức hàng ngày mới nhất dành cho quý vị. Tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Lê Văn Lương, Tô Hữu tại Hà Nội bắt nguồn từ việc xé đắt quy hoạch, cấp phép vô tội vạ những sai phạm trong quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương và Tô Hữu khiến cho tuyến đường huyết mạch hướng Tây Nam và nội đô Hà Nội trở thành điểm nóng tắc đường thường trực của thủ đô trong những khung giờ cao điểm. Đối với người dân Hà Nội, cảnh tắc đường không còn quá xa lạ khi vào những khung giờ cao điểm. Có những trục đường vào thời điểm nóng, ủn tắc kéo dài cả tiếng đồng hồ. Không chỉ tắc đường mà cảnh thiếu trường, lớp đông, ô nhiễm khói bụi là thực trạng của việc đường nhỏ bé nhưng phải oàn mình gánh sức ép từ nhiều khu chung cư. Ghi nhận của phóng viên báo lao động cho thấy, trên tuyến đường Lê Văn Lương dài hơn 2 km này, có tới 40 khu chung cư cao tầng dọc tuyến, độ cao trung bình từ 20 cho đến 30 tầng. Có thể kể đến một số dự án có số lượng căn hộ khủng như là 18 T1 và 18 T2 có 600 căn Golden Palm có 450 căn hộ Star City có 462 căn hộ Hà Nội Centerpoint có 360 căn hộ Tại các tuyến đường kết nối ngang như Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân, Nguyễn Tuân cũng dày đặc khu chung cư và cao ốc Điều này càng khiến cho trục đường chính Lê Văn Lương liên tục bị đông đúc và quá tải Một điểm đáng chú ý khác của các tòa cao ốc mọc lên như nấm nhưng chủ yếu là văn phòng và nhà ở cả tuyến đường cũng không có công viên hay là hệ thống cây xanh nào. Cách đó không xa, trục đường Tố Hữu cũng chịu cảnh quá tải tương tự, tuyến đường rộng, đẹp nhưng luôn là điểm nóng ùn tắc trong những khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chính do những sai phạm nghiêm trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch sai quy định, buông lỏng quản lý trật tự xây dựng. Bên phải đường Tố Hữu hướng ra trung tâm Hà Nội, những tòa chung cư mọc lên san sát nhau, trong đó hàng chục tòa đang trong quá trình xây dựng ở phía bên đường đối diện hướng từ trung tâm về hà đông còn một số vị trí đất trống nhưng đang được quây tôn và có tên là dự án chung cư đã có chỗ nhiều người dân sinh sống ở khu trung hòa nhân chính từ năm 2010 nên đã cảm nhận rất rõ được cuộc sống thay đổi như thế nào trong hơn 12 năm qua vì quy hoạch bị nhồi nhét nhà cao tầng trong kết luận mới nhất thanh tra bộ xây dựng đã chỉ ra hàng loạt những vi phạm sai sót tồn tại trong quy hoạch điều chỉnh quy hoạch quản lý xây dựng tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tô Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Đối với việc liên tục bị điều chỉnh như trên, xây dựng theo hướng tăng mật độ ở hai bên đường Lê Văn Lương, Tô Hữu, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính đã khiến cho hạ tầng như là cây xanh, bãi đỗ xe, trường học thiếu đi trầm trọng. Người dân sinh sống trên trục đường Lê Văn Lương cho biết, ngày qua ngày phải chịu cảnh ùn tắc mà không biết phải làm như thế nào. Cần phải trả lại quy hoạch cho trục đường thậm chí tháo rỡ công trình sai phạm. Nếu không thì các giải pháp như là cấm xe máy và thu phí nội đô cũng chỉ là những bài toán tình thế. Nhiều người dân trong hoàn cảnh trên sau 10 năm tích lũy quyết định mua trả góp một căn chung cư. Dù tìm được dự án có mức giá hợp lý hơn, tuy nhiên vì phải đi qua đường Lê Văn Lương để đi làm, họ quyết định phải tìm một nơi an cư khác. Nhiều người dù đang có kế hoạch mua nhà nhưng khi được giới thiệu căn hộ tại dự án đường Lê Văn Lương đành phải ngậm ngùi từ chối. Bởi lẽ, với người dân, hạ tầng giao thông là một trong những nhân tố quyết định đến giá trị của căn hộ cũng như quyết định xuống tiền mua nhà hay là không. Trước bất cập này, tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cũng cho rằng các công trình sai phạm cần phải được đưa trở lại đúng với chức năng như trong quy hoạch vốn có không thể để trục đường bị nhồi đến cả trăm tòa cao ốc như hiện nay. Nếu như trước đây, mua nhà ở dọc đường Lê Văn Lương là một trong những lựa chọn của nhiều khách hàng, vì con đường này khá là thông thoáng và vị trí các dự án ở đây không quá xa trung tâm nội thành, thì nay nhiều người đang cần phải suy nghĩ lại khi quyết định mua nhà tại đây. Trước đó, kết quả của thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã chỉ ra hàng loạt những sai sót và vi phạm về quy hoạch xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương và Tố Hữu với người dân Hà Nội cảnh tắc đường không còn quá xa lạ khi vào những khung giờ cao điểm. Có những trục đường tại thời điểm nóng ủn tắc kéo dài cả tiếng đồng hồ. Không chỉ tắc đường mà cảnh thiếu trường, lớp đông, ô nhiễm khói bụi là thực trạng của việc đường nhỏ bé nhưng phải oàn mình gánh sức ép từ nhiều khu chung cư. Ghi nhận của phóng viên cho thấy trên tuyến đường Lê Văn Lương dài hơn 2 km này có tới 40 khu chung cư cao tầng dọc tuyến, độ cao trung bình từ 20 cho đến 30 tầng. Có thể kể đến một số dự án có số lượng căn hộ khủng như là 18T1 và 18T2 có tới 600 căn, Golden beam có 450 căn hộ, Star City có 462 căn hộ, Hà Nội Centerpoint có 360 căn hộ. Tại các tuyến đường kết nối ngang như là Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân, Nguyễn Tuân cũng dày đặc khu chung cư và cao ốc. Điều này càng khiến cho trục đường chính Lê Văn Lương liên tục đông đúc và quá tải. Một điểm đáng chú ý khác là các tòa cao ốc mọc lên như nấm, nhưng chủ yếu là văn phòng và nhà ở. Các tuyến đường không có công viên hay hệ thống cây xanh nào. Cách đó không xa, trục đường Tố Hữu cũng chịu cảnh quá tải tương tự. Tuyến đường rộng, đẹp nhưng luôn là điểm nóng ồn tắc trong những khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chính là do những sai phạm nghiêm trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch sai quy định, buông lỏng quản lý trật tự xây dựng. Bên phải đường Tố Hữu ra trung tâm Hà Nội, những tòa chung cư mọc lên san sát, trong đó hàng chục tòa đang trong quá trình xây dựng. Ở phía bên đường đối diện hướng từ trung tâm về Hà Đông, còn một số vị trí đất trống nhưng đang được quê tôn và có tên là dự án chung cư và đã có chỗ. Nhiều người dân sinh sống ở khu Trung Hòa Nhân Chính từ năm 2010 nên cảm nhận rất rõ cuộc sống thay đổi như thế nào trong hơn 12 năm qua vì quy hoạch nhồi nhét nhà cao tầng. Trong kết luận mới nhất, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt những vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tô Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Việc liên tục bị điều chỉnh, xây dựng theo hướng tăng mật độ ở hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính đã khiến cho hạ tầng như là cây xanh, bãi đỗ xe, trường học thiếu trầm trọng. Liên quan đến những sai phạm về quy hoạch trục đường tại Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Trung Hòa Nhân Chính, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chỉ nói ngắn gọn, xin rút kinh nghiệm. Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra số 39 về việc thanh tra Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan đến quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, thành phố Hà Nội. Nội dung kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị hai bên đường Lê Văn Lương, Tô Hữu. Theo đó, việc cấp phép nhồi nhét loạt trung cư cao tầng bám sát hai bên đường đã dẫn tới tình trạng tắc đường chiến miên trên trục đường Lê Văn Lương và Tố Hữu trong thời gian vừa qua. Trao đổi với phóng viên báo lao động bên hành lang quốc hội sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, đại biểu Nguyễn Trúc Anh, giám đốc sở quy hoạch, kiến trúc thành phố Hà Nội chỉ nói ngắn gọn rằng sẽ xin rút kinh nghiệm và giao các phòng giả soát lại vấn đề trên. Theo đại biểu Lâm cũng cho rằng quy hoạch cần phải đồng bộ từ vấn đề hạ tầng, từ các hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội phục vụ cho người dân. Theo đó, xây dựng các quy hoạch cần phải tính toán được quy mô dân số, quy mô xây dựng nhà ở, chợ dân sinh, công viên vui chơi, cử tri mong quy hoạch giải quyết được những vấn đề trên. Theo đại biểu của đoàn Bắc Giang cũng cho rằng vấn đề đặt ra đó là cần phải khắc phục chất lượng quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch. Trong đó, giải pháp trước mắt đề ra là cần khắc phục những vấn đề nóng, bức xúc cho người dân, chẳng hạn như là việc quy hoạch cấp thoát nước cần phải làm trước, làm khẩn trương. Vấn đề tắc đường phải giải quyết đồng bộ từ việc cấp phép xây nhà, xây dựng, quy hoạch đến tái định cư và di dân. Đại biểu Trần Việt Anh của đoàn thành phố Hà Nội cho rằng, các dự án đô thị của Hà Nội được điều chỉnh quy hoạch trong thời gian vừa qua phát sinh nên rất nhiều những bất cập như áp lực về gia tăng giao thông đô thị và áp lực lớn nhất đặt lên chính quyền địa phương tại khu vực là an ninh trật tự, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa và hạ tầng xã hội. Đại biểu đã cho rằng cần có khảo sát đánh giá tác động của dự án đô thị của các khu vực quy hoạch ổn định được điều chỉnh những năm gần đây để có một góc nhìn chính xác hơn về việc điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp quốc tế, các quốc gia trong khu vực đã áp dụng điều trên đó là chính sách chuyển quyền phát triển không gian với những lợi ích và cơ chế đem lại và tái phân bổ lợi ích vượt khỏi ràng buộc về vị trí. Chính quyền nắm quyền kiểm soát để có thể ràng buộc các bên, giảm áp lực và có thêm nguồn lực kinh tế. Bản tin của báo Lao động hôm nay đến đây là kết thúc, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.